Thưa các anh chị, cách đây 2 tuần tôi có nhận được một số thắc mắc giáo lý và kinh thánh, nhưng mà hôm nay thì chắc không có giờ để giải đáp, cho nên xin khất lại tuần sau. Trước khi vào sách Khải Huyền, có một vài điều tôi chia sẻ với các anh chị. Thỉnh thoảng ở trong lớp của chúng ta mà có những sinh hoạt gì đó tôi nêu ra thì các anh chị cũng hiểu là không bao giờ có ý phê phán đâu, nhưng mà góp ý cho nhau để nó tốt hơn thôi. Ví dụ hôm nay mà mình đọc là tin mừng theo sách Khải Huyền đó, thì cái từ đó nó không có đúng. Chúng ta phải đọc là lời Chúa theo sách Khải Huyền. Còn khi mà mình nói tin mừng thì chỉ dành cho 4 sách phúc âm thôi. Cho nên trong thánh lễ thì các anh chị thấy đó, anh chị em giáo dân lên đọc bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai thì có thể là đọc là lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chẳng hạn, hay là lời Chúa ở trong sách Công vụ các tông đồ. Chỉ có khi linh mục đọc phúc âm á thì mới sướng cái câu là tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Và chúng ta cũng không đáp lại đó là lời Chúa. Thì với những bài đọc khác thì chúng ta đáp làm sao? Tạ ơn Chúa. Nhưng mà với bài tin mừng thì lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đấy, nó có những khác biệt ở trong phụng vụ công giáo. Rồi những từ ngữ mà chúng ta dùng nó cũng có những nội dung tinh tế lắm. Ví dụ giờ đối với chính thống, với tin lành chẳng hạn, thì mình có gọi là tôn giáo bạn không? Có không? Thế mình gọi làm sao? Thường thường khi giáo hội công giáo dùng từ các tôn giáo bạn là có ý nói đến những tôn giáo khác ngoài Kitô giáo. Ví dụ ở Việt Nam mình Phật giáo này, Hồi giáo này, Lão giáo này, Ấn giáo này. Đấy, những tôn giáo ngoài Kitô giáo, tức là không tin vào Chúa Giêsu Kitô. Còn như anh em chính thống và tin lành, họ có tin vào Chúa Giêsu Kitô không? Có chứ. Thế thì đối với chính thống tin lành chẳng hạn thì chúng ta không dùng cái từ tôn giáo bạn, mà là thường người ta nói đến những giáo hội anh em. Anh em. Và tinh tế nữa là có những cộng đoàn Kitô hữu mà không được gọi là giáo hội, mà chỉ gọi là cộng đoàn. Cộng đoàn. Thế cho nên chúng ta mà có lẫn lộn thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà đấy, thỉnh thoảng thì tôi thấy cái gì thì tôi chia sẻ lại với các anh chị. Rồi theo dự tính thì lớp Kinh Thánh trong tuần của chúng ta sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 11 để bắt đầu sang mùa vọng, một năm phụng vụ mới, thì ta sẽ bắt đầu lớp giáo lý Kinh Thánh. Thế tôi mở sổ ra đó thì như thế này, hôm nay là 18, tuần tới là 25 tháng 10. Rồi sang tháng 11 thì có ngày mùng 1, mùng 8 và 15, đó là những ngày thứ năm.
Còn đến ngày thứ năm kế đó là 22 tháng 11 thì tôi không thể có mặt được, bởi vì tuần đó là tuần đại hội của các giám mục Á Châu lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam và bắt buộc là tôi phải vắng nhà. Những tuần trước đó thì cũng đã bận rộn để lo cho đại hội này, nhưng mà dẫu sao cũng còn sắp xếp được. Đến cái tuần đó thì coi như không có nhà. Và như thế chúng ta có hôm nay này, tuần tới này, rồi sang tháng 11 là mùng 1, mùng 8, 15, tức là 5 buổi nữa. Rồi đến ngày 22 là coi như nghỉ, và 29 thì coi như là thánh lễ kết thúc rồi. Còn 5 buổi nữa mà mình còn sách khải huyền và nhất là tin mừng Thánh Gioan. Cho nên có thể là chúng ta phải thu xếp làm sao cho nó vừa khéo. Hy vọng là cũng được thôi. Thế liên quan đến lớp giáo lý Kinh Thánh, bởi vì đã gọi là một lớp học thì cũng phải có tổ chức, chứ không thể mà quá thoải mái được. Thành thử ra, nhất là chúng ta lại sinh hoạt ở trong trung tâm học viện mục vụ này, là có rất nhiều sinh hoạt và rất nhiều lớp, cho nên cần phải có tổ chức cho nó tương đối rõ ràng. Và vì thế nó có những quy định thì tôi giao cho anh trưởng lớp cũng như là ban điều hành lớp để thông báo cho các anh chị. Thì xin các anh chị hiểu cho những cái quy định đó mục đích đó chỉ là để phục vụ cho sinh hoạt của lớp chúng ta cũng như là của học viện mục vụ này nó diễn tiến một cách tốt đẹp, chứ không có ý là gây khó khăn gì đâu. Sự đóng góp cũng thế thôi, bởi vì một cách bình thường khi chúng ta đến đây thì chúng ta góp phần với giáo phận. Đây là cơ sở của giáo phận, được xây dựng để phục vụ cho các anh chị thôi, phục vụ cho tất cả cộng đoàn giáo phận. Và mình góp phần để làm sao mà cái sinh hoạt nó có thể duy trì lâu dài được. Từ những gì mình thấy trước mắt như là điện, nước, cho đến những điều mình không thấy. Thì cái đó là cái cách mình góp phần vào công việc chung thôi. Và tôi vẫn nói với các anh chị là bất cứ ai mà vì hoàn cảnh riêng nó còn nhiều khó khăn thì xin cứ trình bày thẳng, rồi trung tâm mục vụ tìm cách để chia sẻ giúp đỡ các anh chị, đừng có ngại. Đấy, thế bây giờ thì còn chắc được nửa tiếng nữa. Thế chúng ta phải cùng nhau đọc sách Khải Huyền như đã ấn định từ trước. Thế trước khi bước vào sách Khải Huyền, có điều này mà tôi nghĩ là cần thiết, mà nếu đã nói rồi thì có khi phải nói lại, thỉnh thoảng nói lại để các anh chị khỏi quên. Thiên Chúa là đấng vô hình, không ai thấy, không ai nghe. Vậy thì khi Chúa muốn nói với chúng ta và để cho chúng ta có thể hiểu được thì bắt buộc là Chúa phải sử dụng ngôn ngữ của loài người chứ, đúng không? Chúa phải dùng cái ngôn ngữ của loài người. Và ngôn ngữ của con người thì luôn luôn có những giới hạn của nó. Giờ ta nhìn vào thế giới này có biết bao nhiêu ngôn ngữ, và mỗi ngôn ngữ có vẻ đẹp riêng, nhưng mà cũng có những giới hạn riêng. Và nói chung á, thì ngôn ngữ nào cũng có những cách diễn tả. Và cách diễn tả đó về mặt văn chương người ta gọi là những thể văn. Cái điều này tôi nói lâu lắm rồi. Chẳng hạn như là khi mà mình đọc sách Sáng Thế và sách Xuất Hành đó, tôi nhắc đi nhắc lại cho các anh chị là phải phân biệt cái thể văn
lịch sử thì khác, mà thi ca thì khác, mà tiểu thuyết thì khác. Mình đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế mà trong đầu mình cứ giữ cái tư tưởng đây là thể văn lịch sử, mà mình hình dung ra là lúc đấy Chúa tạo dựng người thì có một ông ký giả, ông ngồi sẵn ở đó là Chúa làm cái gì, ông ghi chép nó thành kinh thánh rồi mình đọc. Mà lúc ấy đã có con người đâu mà có ký giả. Mà bởi vì mình cứ chăm chăm mình bảo đấy nó là thể văn lịch sử, cho nên là mình đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế cứ như là mình đọc một cái câu chuyện lịch sử theo nghĩa hiện đại. Rồi từ đó là mình đủ thứ thắc mắc nó nêu lên. Nào là cái trái cấm nó là trái gì mà nó ác dữ vậy? Nào là con rắn ấy trước khi nó bị phạt thì nó đi bằng gì? Những cái thắc mắc như thế là nó phát xuất từ cách nhìn của mình. Mình không có hiểu được cái bản văn đó người ta viết theo thể văn nào. Tôi nói như thế để áp dụng vào sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền là một cuốn sách được viết theo một thể văn đặc biệt. Trong thời Cựu Ước, vào cuối thời Cựu Ước, chúng ta đã học rồi, đã nhắc đến tiên tri Daniel. Ngài đã dùng cái thể văn Khải Huyền này rồi. Bây giờ mình đọc sách Khải Huyền của Thánh Gioan cũng vậy. Các ngài vận dụng cái thể văn với những hình ảnh, những con số, những biểu tượng. Hình ảnh chẳng hạn, nói về Chúa Giêsu dùng cái từ con người. Nói về Thiên Chúa dùng cái từ trưởng lão. Nói về cái thế lực nó thù nghịch, nó chống đối Thiên Chúa và giáo hội dùng cái từ gái điếm. Đấy, hình ảnh. Rồi những con số, ngày hôm nay mình đọc là thấy số 7, nói tới nói lui số 7. Rồi đọc đến một chỗ nào đó thì thấy nói một thời và nửa thời, nghĩa làm sao? Rồi có một chỗ nữa thì còn tính rõ 1.000 mấy trăm ngày, con số. Thế thì mình lại không hiểu, mình cứ cắt nghĩa theo tính lịch sử, rồi có người dựa vào đó để tính xem, à như vậy thì đến năm này này sẽ là tận thế này, cái ngày này tận thế này, cái giờ này tận thế này. Thế để loan tin cho nhau, đi mua nến mới lại mì gói để sẵn tận thế đến nơi. Mà cái buồn cười đó là nó không phải chỉ hôm nay nó mới xảy ra như vậy. Trong lịch sử của giáo hội không biết bao nhiêu lần có những người loan báo tận thế như vậy. Mà nó không xảy ra, hoàn toàn sai. Mà đến bây giờ lại vẫn có người tin. Thế ông linh mục nào mà không tin thì bảo ông này không có đức tin. Cái đức tin nó là cái gì? Đức tin nó là ba cái chuyện vớ vẩn như vậy à? Là do mình không hiểu. Thiên Chúa nói với con người bằng ngôn ngữ của loài người. Cái ngôn ngữ ấy nó gắn với một cách diễn tả. Nó được trình bày qua những thể văn mà chúng ta không nắm. Rồi mình cứ bám vào cái hình thức ở bên ngoài mà không khám phá cái nội dung bên trong Chúa muốn trao ban cho mình. Đấy là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị, để xin các anh chị quan tâm khi đọc sách Khải Huyền. Tôi nói như vậy đó là bởi vì cả 20 năm trước thì tôi còn là một linh mục ít tuổi, đã có một người giáo dân và cũng là thầy giáo dạy tôi hồi tiểu học mà rất tốt lành, đạo đức. Thế thì thầy nói với tôi bảo, nói cho cha biết, nói riêng cho cha thôi, cộng sản ấy, nó chỉ có đến ngày này là nó hết đấy. Bảo sao thầy biết? Và sách thánh nói này, sách Khải Huyền này, ông mở chương mấy ông đọc cho tôi nghe.
mà ông chết lâu rồi. Cái ví dụ rất là cụ thể để các anh chị hiểu. Chúng ta không bao giờ vận dụng Kinh Thánh để mà nói những cái chuyện chính trị. Mà tôi lấy ví dụ đó để các anh chị thấy sai nó nằm ở đâu. Và vì thế khi đọc sách Khải Huyền, chúng ta phải hiểu đây là một thể văn mà tác giả vận dụng những hình ảnh, những con số, những biểu tượng để trình bày, để loan báo một sứ điệp tôn giáo. Vậy thì cái sứ điệp tôn giáo đó là cái gì? Để cho dễ nhớ, tôi nói ba điểm. Thứ nhất đó, là chúng ta nên đặt mình lại vào trong bối cảnh mà những tác giả vận dụng thể văn Khải Huyền trình bày. Bối cảnh đó là bối cảnh tôn giáo bị bắt bớ và bách hại. Nếu chúng ta đọc sách Tiên tri Daniel thì bối cảnh của thời đại Daniel lúc đó là đế quốc Syria đang thống trị Do Thái, đang bách hại đạo Do Thái. Và nhiều người đã bị giết vì không tuân theo họ. Và chính trong cái bối cảnh đó mà người ta suy tư về ý nghĩa của những sự hy sinh, của những khổ hình, của cái chết nơi những người trung thành với Thiên Chúa cho đến cùng. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan cũng vậy. Cái bối cảnh của thời đó là đế quốc Roma bắt bớ bách hại giáo hội của Chúa. Kitô giáo sống trong một môi trường thù nghịch. Thế trong một bối cảnh như vậy, các tác giả người ta vận dụng thể văn Khải Huyền để người ta trình bày một sứ điệp tràn đầy hy vọng. Đừng có vì sự bắt bớ như thế mà chán nản. Đế quốc Syria nó hùng mạnh như vậy đó, nó bắt bớ đạo Do Thái như vậy đó, mà cuối cùng nó sụp đổ tan tành. Thì bây giờ đế quốc Roma cũng vậy, nó hùng mạnh như thế đấy, nó bắt bớ như thế đấy. Nhưng mà rồi tương lai không phải là của nó, mà lịch sử chứng minh rõ ràng đế quốc Roma sụp đổ. Thành thử ra trong cái bối cảnh mà giáo hội bị bắt bớ và thử thách đó, thì tác giả của sách Khải Huyền loan báo một sứ điệp đầy hy vọng. Ngày hôm nay chúng ta có còn bị bắt bớ và bách hại không? Theo thống kê mới đây thì những sự bắt bớ và bách hại vẫn còn, mà xem ra có vẻ gia tăng. Đấy là chúng ta hiểu sự bắt bớ và bách hại theo nghĩa là vũ lực đàn áp ở bên ngoài. Còn nếu mà chúng ta hiểu một nghĩa khác nữa đó, thì còn thấy nó nguy hiểm hơn. Ngày hôm nay đời sống đức tin của người Công giáo bị lung lạc, nhiều khi không phải do sự bách hại từ bên ngoài, mà là do sự cuốn hút cám dỗ của chủ nghĩa thế tục từ bên trong. Anh chị có thấy không? Từ bên trong. Và nó còn nguy hiểm hơn nữa. Bởi mình không ý thức, mình không đề phòng, mình cho là bình thường. Và nếu hiểu như vậy đó, thì sứ điệp hy vọng của sách Khải Huyền vẫn là sứ điệp cần thiết cho chúng ta ngày hôm nay. Đó là điểm thứ nhất.
Cái điểm thứ hai mà tôi xin các anh chị quan tâm là sách Khải Huyền không những có mục đích là để kêu gọi chúng ta giữ vững đức tin, mà sách Khải Huyền còn muốn thúc đẩy chúng ta làm chứng cho đức tin đó kìa. Nếu mà ta mở sách Khải Huyền ở chương 3 câu 14 thì sẽ gặp tác giả viết thế này: đây là lời của Đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật. Chứng nhân, ít từ mà trong tiếng Việt Nam mình dịch là tử đạo đó. Nghĩa căn bản của nó là gì? Là chứng nhân. Chúa Giêsu chính là chứng nhân, người làm chứng, và cũng là vị tử đạo. Sách Khải Huyền không chỉ khuyến khích chúng ta là giữ vững đức tin, mà còn thúc đẩy mình làm chứng cho đức tin nữa kìa. Làm chứng bằng sự trung thành cho đến cùng, và làm chứng bằng cách là trả lời cho người ta khi người ta chất vấn về niềm hy vọng Kitô giáo của mình. Nên lúc nãy các anh chị hướng dẫn cầu nguyện nhắc đến năm đức tin. Mình đã bắt đầu bước vào năm đức tin này. Và trong năm đức tin này thì Đức Giáo Hoàng kêu gọi chúng ta là phải củng cố đức tin, phải học hỏi giáo lý, học hỏi lời Chúa. Để làm gì? Để mình có khả năng trả lời cho những ai chất vấn về đức tin, về niềm hy vọng của mình. Và điểm thứ ba mà tôi xin các anh chị quan tâm, bởi vì sách Khải Huyền loan báo một sứ điệp hy vọng giữa những bắt bớ và thử thách. Và bởi vì sách Khải Huyền thúc giục chúng ta làm chứng cho đức tin, cho nên cái điểm cuối cùng là sách Khải Huyền cũng thúc đẩy chúng ta đừng có bi quan, nhưng sống lạc quan. Cái sự lạc quan này là sự lạc quan của đức tin, dựa vào Đức Giêsu Kitô là Đấng đã chết nhưng đã sống lại. Giả như bây giờ mà chỉ có thập giá và nấm mồ của Chúa Giêsu thôi thì Kitô giáo sẽ làm sao? Đó là một tôn giáo hết sức buồn bã. Nhưng mà không, Chúa Giêsu không chỉ chết trên thập giá và được an táng trong mộ, nhưng mà Ngài sống lại từ cõi chết. Cho nên tiếng nói cuối cùng nó không phải là sự chết mà là sự sống. Tiếng nói cuối cùng không phải là hận thù của thập giá mà là tình yêu của thập giá. Đấy là nền tảng đức tin để sách Khải Huyền thúc giục chúng ta là sống lạc quan. Nói theo ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng hiện nay đó, năm đức tin phải là dịp cho mình khám phá lại niềm vui đức tin. Vui vì được Chúa chọn, vui vì được Chúa yêu thương, vui vì được là người Công giáo. Khám phá lại cái niềm vui đó. Đấy là một vài điều tổng quát mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trước khi chúng ta bước vào từng phần của sách Khải Huyền. Thế bây giờ các anh chị lấy ở chương 1 ra này, các anh chị quan sát xem ở chương 1 đó, đầu tiên là phần lời tựa, xong rồi đến số 1 La Mã làm sao? Thư gửi các hội thánh Asia. Asia là ở đâu ấy nhỉ? Mình đây này, Á Châu của mình đây này.
cho nên gần gũi với chúng ta lắm á. Thành thử ra hôm nay là mình xem những lá thư gửi cho các hội thánh ở Asia. Rồi các anh chị quan sát tiếp á, thì ngoài phần mở đầu là bắt đầu với thị kiến mở đầu, rồi bắt đầu sang chương 2 đó là thư cho từng hội thánh. Thế thì lúc nãy tôi nói với các anh chị là trong thể văn khải huyền, người ta vận dụng hình ảnh con số biểu tượng. Ở đây mình gặp ngay con số mấy? Con số 7. 7 lá thư cho 7 giáo hội. Số 7 nghĩa là cái gì? Số 7 nó đẹp hay nó xấu? Theo người Việt Nam của mình thì số mấy thì đẹp? 9 nút à? Trong Kinh Thánh số 7 là đẹp lắm. Một vài tác giả người ta cho chúng ta biết là số 7 tượng trưng cho 7 hành tinh. Và ngày xưa người ta trình bày, người ta vẽ ông hoàng đế Roma cầm ở trên tay 7 ngôi sao. 7 ngôi sao đó nó diễn tả 7 hành tinh và muốn nói lên cái quyền lực, quyền thống trị của hoàng đế Roma, nó bao khắp hết. Thế khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì các anh chị lấy ngay chương 1 ở câu 16 coi. Câu 16 viết làm sao? Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, và từ miệng người phóng ra một thanh gươm 2 lưỡi sắc bén, mặt người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. Thấy không? Thấy 7 ngôi sao chưa? Thế thì người ta dùng cái hình ảnh con số biểu tượng đó để diễn tả cái quyền thống trị của Đức Giêsu Kitô. Và đồng thời cái quyền năng đó là một thách thức cho quyền lực của đế quốc Roma. Và nguyên trong một câu đó thôi chúng ta đã thấy này, thứ nhất này, 7 ngôi sao này. Thứ hai, một thanh gươm 2 lưỡi này. Thứ ba này, mặt người sáng như mặt trời. Toàn là hình ảnh không à. Thể văn khải huyền đó, ta vận dụng rất là nhiều. Thế trong các lá thư gửi cho các giáo hội, nếu chúng ta để ý, thì mỗi một lá thư đều được trình bày theo một cấu trúc giống nhau. Đầu tiên á, là mệnh lệnh hãy viết cho thiên thần của hội thánh này, hội thánh kia. Coi kỹ lại xem có đúng vậy không? Câu đầu tiên luôn luôn là như vậy. Sau cái câu đó là trình bày Chúa Giêsu như là đấng ban sứ điệp. Đây là lời của đấng. Mỗi một cái thư có thể là khác, nhưng mà luôn luôn bắt đầu như thế. Đây là lời của đấng, là đầu và là cuối. Đây là lời của đấng cầm thanh gươm 2 lưỡi, ví dụ vậy. Rồi sau đó đó, cái phần chính của lá thư sẽ bắt đầu bằng cái câu ta biết. Ví dụ chương 2 câu 2, ta biết việc ngươi làm. Chương 2 câu 9, ta biết nỗi gian truân và cảnh nghèo khó của ngươi. Rồi chương 2 câu 13, ta biết ngươi đang ở đâu. Đấy, bắt đầu cái phần chính bằng cái câu ta biết, rồi mới kể ra. Rồi sau đó nó đến một cái câu nữa cũng được lặp lại thường xuyên, nhưng ta chống lại ngươi vì ngươi thế này, vì ngươi thế kia. Kế tiếp đó, phần như là kết đó,
ai có tai thì hãy nghe. Bởi vì có những người có tai nhưng mà không nghe. Thực tế là như vậy đấy. Có tai nhưng mà không nghe. Cái cấu trúc của các lá thư giống nhau lắm. Bây giờ tôi chỉ xin các anh chị điều này thôi. Vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Ta thử đọc một vài lá thư, chứ không thể đọc hết được. Nhưng mà hãy hình dung ra những lời mà Chúa gửi cho giáo hội này, hội thánh kia, là lời gửi cho chính mình, cho đời sống đức tin, đời sống tâm linh của chúng ta. Các anh chị cứ hình dung như vậy. Thế bây giờ ta cùng nhau lấy chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Ephesos, mời các anh chị. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Ephesos. Đây là lời của đấng cầm trong tay hữu bảy vì sao, đấng đi giữa bảy cây đèn vàng. Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thật ra không phải là, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì dân ta mà không mệt mỏi. Nhưng ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống. Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, ta đến với ngươi, và ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải. Cảm ơn các anh chị. Chúa công bằng lắm. Chúa không chỉ nhìn thấy tội lỗi của chúng ta, Chúa nhìn thấy những công lao vất vả của mình. Cho nên Chúa nói đấy, ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng công bằng lắm khi Chúa chỉ ra sai sót của mình. Tôi đặc biệt quan tâm đến câu thứ tư, ngươi đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu. Ta thử nhìn lại mình xem mình có đánh mất tình yêu thuở ban đầu. Cái tình yêu thuở ban đầu mà mình gặp Chúa, nó tốt lành, nó nồng nàn như thế nào? Và đến ngày hôm nay thì nó ra làm sao? Cái tình yêu thuở ban đầu trong đời sống hôn nhân của các anh chị, cái tình yêu thuở ban đầu của một vài nữ tu có mặt ở đây, cái ngày mình khấn chọn chẳng hạn, lúc ấy nó nồng nàn như thế nào và bây giờ nó ra làm sao? Thánh Phaolô sau này cũng nói với Timôthê đó, hãy khơi dậy ân huệ mà Chúa đã ban cho anh qua việc đặt tay của tôi. Ngày mà Timôthê được chịu chức, Phaolô đặt tay và ân huệ Thiên Chúa ban xuống, khơi dậy cái ân huệ. Còn ở đây thì sách Khải Huyền nói, hãy khơi dậy cái tình yêu thuở ban đầu. Cho nên nếu chúng ta đọc không phải chỉ là lời cho hội thánh Ephesos, mà là cho chính mình, cho đời sống tâm linh của mình, thì sẽ thấy gần gũi lắm. Giờ mời các anh chị đọc tiếp ở câu 8, Smyrna.
hãy viết cho thiên thần của hội thánh xin biết na. Đây là lời của Đấng là đầu và là cuối, Đấng đã chết và đã sống lại. Ta biết nỗi gian truân và cảnh nghèo khó của ngươi, nhưng thật ra ngươi giàu có, cũng như ta biết lời vu khống của những kẻ xưng mình là Do Thái, mà thật ra không phải, chúng chỉ là thành viên thuộc hội đường của Satan. Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu. Này, ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi. Các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng 10 ngày. Hãy trung thành cho đến chết, và ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Cảm ơn các anh chị. Ở đây, cái câu mà tôi đề nghị chúng ta quan tâm là câu 10. Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu. Hãy trung thành cho đến chết. Một trong những thử thách trong mọi bậc sống, dù là hôn nhân, gia đình hay đời sống tu trì, một trong thử thách lớn nhất là gì? Là chiều dài của thời gian. Linh mục nào mà vừa mới được phong chức xong, tuần sau Chúa gọi về, thế thì chắc là lên thiên đàng cả giường lẫn chiếu. Nhưng mà rồi theo chiều dài thời gian, những việc tưởng như là hạnh phúc lắm, nó bỗng trở thành gánh nặng. Đọc sách nguyện hàng ngày tưởng là hạnh phúc lắm, mà cuối cùng như gánh nặng. Một ngày phải đọc kinh mấy lần, rồi tìm đủ mọi thứ lý do để bỏ. Dâng thánh lễ tưởng là hạnh phúc lắm, mà rồi theo thời gian có khi trở thành gánh nặng. Cho nên chúng tôi cứ sợ cho các linh mục khi mà một ngày phải làm 3-4 thánh lễ. Đó là lý do mà các giám mục giới hạn dâng 3 lễ thôi, vì nhu cầu. Cố gắng đừng làm nhiều quá, nó trở thành nhàm chán như một thói quen. Đời sống hôn nhân của các anh chị có giống vậy không? Cái chiều dài thời gian là một thử thách, một gánh nặng lớn. Những gì mà tưởng là ngọt ngào lắm, tưởng là hạnh phúc lắm, theo dòng thời gian thể trở thành gánh nặng. Chúa nói rất là cụ thể, hãy trung thành cho đến chết. Cái sự trung thành nó là dấu chỉ của tình yêu. Tình yêu không còn được nuôi chỉ bằng những cảm xúc bồng bột đến rồi đi, mà tình yêu được diễn tả bằng sự trung tín ngay trong những lúc tăm tối. Đây là bài học lớn cho chúng ta. Bây giờ tôi mời các anh chị đọc sang chương 3, từ câu 1 cho đến câu 3. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh xác đê. Đây là lời của Đấng có 7 thần khí Thiên Chúa và 7 ngôi sao. Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống mà thật ra đã chết. Hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn toàn trước mặt Thiên Chúa của ta. Cảm ơn các anh chị. Câu mà chúng ta nên quan tâm đó là ở cuối câu thứ nhất đó. Ta biết ngươi được tiếng là đang sống mà thực ra đã chết. Nghe ghê quá.
đang sống đấy, nhưng mà thực ra đã chết. Và chính vì thế mà Chúa mời gọi, hãy tỉnh thức. Chúa ban cho con người có một khả năng đặc biệt, đó là khả năng phản tỉnh, nhìn lại chính mình. Tôi vừa là chủ thể nhìn, mà vừa là đối tượng được nhìn. Tôi không chỉ nhìn cái sự vật ở bên ngoài, mà tôi nhìn chính tôi. Khả năng phản tỉnh. Và cái nhìn đó, nó chỉ có thể có một cách sâu sắc khi chúng ta trở về trong thinh lặng để mình đối diện với chính mình. Còn cuộc sống mà quá ồn ào, nó dễ làm cho mình sống hời hợt. Cho nên là đang sống, sống rất mạnh, sống rất vui, sống rất khỏe, mà thực sự là đã chết rồi. Thành thử ra cái lời mời gọi này rất quý cho mình. Hãy tỉnh thức, phản tỉnh. Rồi tiếp tục mời các anh chị cũng ở chương 3 đó, nhưng mà chúng ta xem từ câu 7 cho đến câu 8. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Philadelphia. Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng chân thật, Đấng giữ chìa khóa của vua David. Người mở ra thì không ai đóng lại được, người đóng lại thì không ai mở ra được. Ta biết các việc ngươi làm, này ta để một cửa mở trước mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được. Bởi vì tuy ngươi ít thế lực, ngươi cũng đã giữ lời ta và đã không chối bỏ danh ta. Cảm ơn các anh chị. Cái câu chúng ta nên quan tâm là câu số 8. Tuy ngươi ít thế lực, nhưng ngươi đã giữ lời ta và đã không chối bỏ danh ta. Cụ thể là giữ lời của Chúa và không chối bỏ danh Chúa. Những con người này về mặt xã hội thì không phải là con người có thế lực, nhưng mà điều quan trọng á là giữ lời của Chúa, không chối bỏ danh Chúa. Và cuối cùng, vì thời giờ không còn nữa, cho nên chúng ta để ý sang một câu khác. Khi viết cho hội thánh Laodikia, các anh chị quan tâm với câu 15. Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng, phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Cái câu đó đáng suy nghĩ đấy. Chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Nếu mà bảo là tội nhiều thì xem ra cũng không có tội, cũng vẫn giữ đầy đủ bổn phận của người công giáo, cho nên cũng chẳng lạnh, nhưng mà nóng thì cũng chẳng nóng. Rồi sau đó Chúa nói một câu rất nặng, câu 16. Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mở ngươi ra khỏi miệng ta. Câu rất nặng. Thiếu cái nhiệt tâm ở bên trong. Mình giữ đạo để gọi là thủ thế thôi. Thiếu cái nhiệt tâm ở bên trong. Và ở phần cuối trong lá thư cho Laodikia này có một câu rất hay mà trong mùa vọng chúng ta cũng thường nghe lắm, đó là câu 20. Này ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta
và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Anh chị để ý cái câu này, có hai vế. Cái vế thứ nhất là về phía Chúa. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Hai động từ. Thứ nhất là đứng trước cửa, và thứ hai là gõ cửa. Mình cứ bảo là xin Chúa đến, nhưng mà thực sự Chúa đứng đây rồi. Đứng ngay trước cửa này rồi. Đứng ngay trước cửa tâm hồn của mình rồi. Và Chúa đang gõ về phía Chúa. Chúa gõ bằng nhiều cách lắm. Khi mình nghe lời Chúa ở trong thánh lễ, khi trực tiếp đọc sách thánh như thế này, qua một người bạn, qua một biến cố của đời sống, Chúa đang gõ vế của Chúa đó. Bây giờ đến vế của con người chúng ta nè. Ai nghe tiếng ta và mở cửa. Hai động từ. Thứ nhất là nghe, và thứ hai là mở. Hai động từ ấy nó diễn tả hai tác động quan trọng. Thứ nhất là phải nghe, nhưng mà khổ cái là có tai nhưng mà không nghe. Như tiếng Anh phân biệt hai từ hearing và listening, nghe mà không nghe. Có tai mà không nghe. Cho nên trước hết đó là phải nghe, và thứ hai là có khi mình nghe chứ nhưng mà không mở. Tưởng ai chứ còn Chúa đến thì mở phiền lắm. Bạn bè nào nó đến cho vui chứ còn Chúa đến thì phức tạp lắm, cho nên không mở. Hai hành động, nghe và mở. Rồi cái phần kết đó, hai vế hợp lại. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy và dùng bữa với người ấy. Nếu mà có sự đáp lại từ phía con người là nghe và mở, thì Thiên Chúa sẽ bước vào và dùng bữa. Đó là hình ảnh để diễn tả sự hiệp thông, cái tình thân thiết giữa Thiên Chúa với chúng ta. Tôi có ý xin các anh chị đọc với tôi một vài đoạn ngắn ngắn vậy thôi. Chỉ có mục đích là để minh họa rằng ta đừng chỉ đọc những đoạn này như là gửi cho hội thánh ở đâu đâu, hoặc là hội thánh theo một cái nghĩa nó lớn lao vĩ đại, mà xin hãy hiểu là những lời này đang nói với chính mình. Lúc đấy ta sẽ thấy gần gũi lắm, và giúp cho mình điều chỉnh lại đời sống đức tin, đời sống tâm linh của chính chúng ta. Thế thôi, tuần sau đó thì chắc là chúng ta đọc hết những phần còn lại của sách Khải Huyền luôn, để có thể bước sang Tin Mừng Gioan sớm một chút.